Khi Vi trở nên xa cách với Long thì anh chàng đã có Thảo kề bên, khiến tình cảm dần nảy nở. Nhưng khi Thảo và Vi cùng nói chuyện với nhau thì sự việc lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Sau cuộc hẹn với Thảo thì Brett vẫn dành tình cảm cho Diễm. Nhân hiện vắng mặt ở nhà chung, nhưng theo câu chuyện của các cô gái thì dường như anh chàng đang cùng lúc theo đuổi Thảo và Vi. Đã có chút sóng gió nổi lên trong câu chuyện tình cảm của các thành viên, họ sẽ phải đối mặt như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem. Từ khu Thảo Điền, quận 2, vượt qua sông Sài Gòn, sẽ đến được với Sài Gòn Riverside Retreat. Đây là một khu nghỉ dưỡng thanh bình, yên tĩnh, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, mang lại một cảm giác như đang ở một vùng quê yên ả nào đó. Những căn nhà gỗ tiện nghi nằm giữa khoảng vườn xanh mát, được thiết kế hài hòa, giúp mang lại một cảm giác thật thư thái và thoải mái. Ngay sau đó là cuộc hẹn Thảo. Vụ gì vậy? Hả? Vụ gì vậy? Sao lại gặp vậy? Đằng nào nó cũng phải nói. Nói chung là anh đã có quyết định của anh. Ừ. Anh không cần phải nghĩ cả đêm nữa. Ừ. Anh sẽ muốn chính thức tìm hiểu em. Không phải là đừng nghĩ là anh chọn, rồi anh chỉ muốn nói chuyện để anh biết cái người nào là người anh tìm. Hôm nay anh có nhắn tin cho Vi. Có, anh có nhắn tin cho Vi, nhưng mà anh chỉ nhắn tin cho Vi, anh hỏi là hôm nay mấy giờ Vi về, rồi xe cộ đi như nào, vậy thôi. Vi có nói với anh là tối anh có thể đón Vi được không, nhưng anh không trả lời. Sao Vi nói khác? Em có muốn đọc tin nhắn không? Nay Vi nói với anh là hôm qua Vi tỏ thái độ như thế là bởi vì thấy anh với em thân, và Vi nói là Vi cũng có cảm tình với anh, nhưng mà khi thấy hôm qua thấy anh đi với em như thế thì Vi khó chịu. Anh không muốn tạo drama, anh cũng chắc chắn anh không diễn. Vi là bạn chung phòng với em, không thể nào không tin Vi được. Em nghĩ gì về anh? Em cũng không biết. Anh có nói với Vi là anh muốn tìm hiểu em chưa? Không? Hay anh nói với Vi là anh muốn tìm hiểu Vi? Không. Anh nghĩ là anh nên đưa ra quyết định ngay bây giờ thôi. Anh cũng cùng lúc nhắn tin với hai người như vậy mà. Bây giờ mà anh nói Vi là anh muốn tìm hiểu em á, anh nghĩ Vi chịu nổi hả? Hôm trước thì cả em cả Vi đều đã nói về vấn đề là nếu mà đã quan tâm ai rồi thì chỉ quan tâm một người thôi. Anh không biết phải nói như nào cả. Bây giờ chỉ là em tin anh không thôi. Ban đầu Thảo đã hướng về Long, nhưng cô nàng đã tình nguyện rút lui khi biết Long quan tâm đến Vi. Trưa hôm qua anh Long là người mình gặp đầu tiên. Mình cái hình ảnh anh Long ở trong bếp lúc đó rất là đẹp. Ảnh trầm, ảnh đảm đang, có vẻ nội tâm, mình rất là thích luôn, rất thích. Mình cảm giác anh Long đang có một cái sự quan tâm nhiều hơn nhiều cho một cô gái khác. Cho nên là người thứ hai mà mình nói là mình sẽ không có tiếp tục cái cảm xúc đó nữa là anh Long. Và giờ đây, trước sự chuyển hướng của Long, trước những lời nói có vẻ rất chân thật của Long, liệu Thảo sẽ quyết định như thế nào? Dùng lý trí để đứng ngoài cuộc hay đi theo con tim mách bảo? Để giải quyết những khúc mắc trong lòng, Long đã hẹn riêng Vi để nói rõ. Sao em đi ngủ đi? Nói chuyện nốt rồi đi ngủ. Chứ để lâu khó chịu. Sao? Để lâu là sao? Thì để lâu không nói nó. À, vậy nói đi. Đang nghe đây. Đang tập trung lắm. Tối qua anh thấy em lạ lạ. Thì cũng giống như anh thôi, cũng ai cũng đang có cảm giác vậy đó. Thật sự là cái anh muốn hỏi nhất ấy là
em nghĩ như thế nào về anh? Thì cái người mà mình thích thì kiểu người ta thân với người khác thì có nghĩa là mình sẽ khó chịu được. Cái cảm giác là nó hơi bị hụt hẫng đó, nó hơi bị buồn ấy. Thì anh nhìn em với cả nhân như thế anh không khó chịu chắc. Sao khó chịu gì? Anh khó chịu cái gì? Thì hôm qua lúc về là anh đã thấy cái thái độ của em khác rồi. Cái lúc mà đi lên thì kiểu em cũng chẳng thèm nhìn anh luôn. Hôm qua anh rất là buồn luôn đó. Sao lại buồn? Thì em lúc mà bọn em cũng vậy thôi. Thì thử hỏi sao không bực được. Nghĩ sao không bực, nghĩ sao nghĩ ai không bảo, gặp ai không bảo. Thật luôn ấy. Có công việc mà chứ đâu phải là anh chờ đến cái lúc đấy để anh ấy đó cơ. Ơ kìa. Trời ơi, đất ơi, anh đã bảo là anh 8 giờ cái hôm, có mỗi cái hôm em về, mỗi cái hôm đi đón em là anh qua sớm được thôi. Còn đâu là lúc nào anh cũng phải chờ đến 7 giờ hơn mới có người qua trông quán cho anh thì anh mới đi được. Từ 2 giờ đến 7 giờ là anh ở đấy một mình, đâu có ai ở đấy với anh đâu. Thì sau khi có người qua thì anh mới đi được chứ. Trời ơi, tự nhiên đi giận tôi. Thì mọi người bảo là 8 giờ về, mọi người ai cũng bảo 8 giờ về, không có ai 8 giờ về đâu, thật 9 giờ, nó 9 giờ. Thì bắt đầu 8 giờ cái 15 bắt đầu đi từ bên kia về đây thì nó bị chậm thì phải chịu biết sao rồi. Cái lúc mà em nhắn cho anh hỏi là anh về chưa ấy, là lúc đấy mới về đến Thảo Điền đây này. Ừ. Đó, kiểu cái đoạn đường nó đi ấy này kia chứ. Thì lúc đó em bắt xe về rồi. Mà xong anh mà nó chưa về, cái thang cũng không về luôn, ngồi đó luôn. Hả? Không về luôn. Cái gì? Thế là cái lúc mà em nhắn tin nhanh là em đang chuẩn bị bắt xe về, đúng không? Nhưng mà anh bảo là chưa về. Nên là em ngồi đó luôn, tới 10 giờ kém em mới bắt xe về. Sao không đi về luôn? Được. Lười. Ngày là về không có ai, không về. Chắc ngày mai về nhà. Mai về à? Ừ. Về làm gì, về ngủ à? Chắc về nhà. Về luôn nữa. Nhà làm gì? Về, về luôn, không cho nữa, về. Rồi. Tìm được tình yêu em về luôn à? Tình yêu. À. Tình yêu, không về nữa, không ở đây nữa. Được. Hết dư nữa. Buồn rồi. Không buồn? Mở này nữa. Sao buồn? Hôm mai cũng nói về. Mai sắp phải về. Thế bây giờ nói chuyện với anh xong thì vẫn quyết định là mai về nhà. À, em định bỏ anh bơ vơ đây à? Trời ơi, anh có mọi người mà, anh có nhiều người mà, đâu phải có anh, có một mình em đâu. Anh làm giống như là bộ em với anh làm giống như là nhìn thấy có em với anh không vậy? Em đi cùng mình anh vậy á. Xả cái mặt đi. Đi thật sự luôn. Nhìn cái gì? Em. Gì? Nó. Nhìn em. Nhìn làm cái gì? Có gì? Có gì muốn nói? Nói đi. Sao? Thích cô nào? Thích cô nào gả cho? Trời ơi. Thật không? Thật. Thật. Đấy, con ba con biết rồi. Thế con cô này bỏ đi à? Em đó, em đang nói là em gả cho anh mà sao em... Thì em gả cho anh. Không, em không tự gả cho em được anh. Tại sao? Em gả cho em chứ để mẹ em gả. Thế mẹ em nói mẹ em đi. Mẹ là gả con đi mẹ. Vừa về nói mẹ gả cho chỗ mẹ mừng hết lớn. Mẹ là bảo về nói với mẹ. Còn con có anh này. Rồi sao? Có anh này có gả anh, gả con. Có anh này, anh này là anh nào? Thì tự nhiên mở giấc nói anh này. Thì dắt về cùng. Chắc là anh tham gia cái này. Anh với lý do là đầu tiên là anh muốn refresh, anh muốn được relax, anh muốn được tìm lại cảm xúc của anh. Và cái thứ hai là anh rất sợ những người diễn. Đối với Bi, ngay từ đầu cô đã dành thiện cảm rất lớn cho Long và tin rằng Long cũng thế. Cả hai nói chuyện với nhau rất là hợp luôn. Những cái gì Long nghĩ, Long nói ra mình đều suy nghĩ những cái rất là giống. Và cái cảm xúc về cái Long cũng muốn nói chuyện với mình nhiều và mình cũng muốn nói chuyện với Long nhiều. Nhưng sự thay đổi đột ngột của Long đã khiến cô nàng cảm thấy hụt hẫng. Mình không thích một người
không rõ ràng trong các mối quan hệ thì mình cũng nói thẳng với Long là mình sẽ không nói chuyện nhiều với Long nhiều, nếu như mà Long không rõ ràng giữa mình với Thảo. Chỉ sau một đêm, Long dường như đã thay đổi hoàn toàn. Vậy lý do của anh chàng là gì? Sáng sớm nay, Diễm đã đột ngột hẹn Long từ rất sớm. Không khí trên phòng em hôm qua như thế nào? Nói chung là em không biết gì hết. Em là một người vô hình. Chỉ ngồi nghe thôi chứ không biết làm gì cả. Là người chị em chứng kiến câu chuyện đã xảy ra trong phòng nữ vào đêm hôm trước. Em cả những người gì diễn biến chị đã nghe, đã biết nắm được trong rồi, chỉ muốn hỏi lại thôi. Thì kiểu là vì thật ra hôm nay là em xin về nhà đó. Kiểu vậy xong rồi bảo là Long bảo là hôm qua nhân hung vô hôn hôn của em đó. Khó chịu. Ghen này nọ. Long khó chịu. Long nghe đó. Khó chịu cái kiểu nói em bất ngờ chị. Sao mà ngồi tin tắc lỗ vậy? Diễm muốn hỏi cho rõ ràng, muốn Long xác định để không gây thêm sự tổn thương nào cho hai chị em của mình. Mấy nay mọi người có vẻ xa cách nhau nhỉ? Chắc tối nay về phải ngồi nói chuyện, phải họp gia đình. Họp gia đình hả? Sao thấy mọi người có vẻ lạnh tránh nhau nhỉ? Chả biết nữa. Tại lỗi tại ai? Ai là nguyên nhân? Anh không biết nữa. Phải tìm ra nguyên nhân, mình phải có giải pháp để có giải pháp khắc phục. Ok. Nó từ tự nhiên dính vào drama. Drama là tự mình tạo ra chứ không có đúng dính. Đúng rồi. Nhưng anh không nghĩ là nó lại đến cái mức như thế. Đúng rồi. Trước sự lưỡng lự của Long, Diễm đưa ra một lời khuyên chân thành. Anh khi vậy thì anh phải trước khi anh làm anh phải suy nghĩ trước là kết quả và hậu quả gây ra. Nhưng mà thật ra là anh trả là hôm qua là ngày hôm qua anh đâu có làm gì đâu. Hôm làm tại sao hai cô gái lại có tối hôm qua thì là anh đi với cả Huyền với Thảo về đúng không? Xong rồi lúc chiều thì Vi còn nhắn tin cho anh hỏi là tối vào đó đi được không? Thì anh bảo là xe của anh đang có vấn đề, có gì anh sẽ nhờ xe Hồng. Xong rồi đến lúc sau, lúc mà bọn anh đang về ấy, thì Vi nhắn tin bảo là bây giờ em về rồi, em bây giờ em chuẩn về mọi người đây. Thì đến lúc Vi về ấy, thì anh chỉ nói với cả Đoàn là cho Đò qua đón Vi thôi. À vậy hả? Nhưng mà bây giờ em hỏi anh nè. Bây giờ hai người đó thì anh có cảm tình nhiều với người nào? Và anh muốn tìm hiểu người nào? Anh bây giờ là anh muốn tìm hiểu Thảo. Tại sao? Hả? Bây giờ là anh có tình cảm với Thảo nhiều hơn và muốn tìm hiểu Thảo. Rồi anh có nghĩ là Vi thích anh không? Anh nghĩ là có. Rồi Thảo có thích anh không? Anh cũng nghĩ là có. Vậy anh đã tự làm cho mình drama rồi đó. Thì đó. Anh phải rõ ràng với một người đi, để cho hai người, một người, giả dụ anh rõ ràng người ta thì hai người tìm với nhau, để cho một người người ta bớt đặt tình cảm hy vọng cho anh đi. Thì anh có bảo là sau cái buổi ngày hôm đấy thì anh đã xác định là anh muốn tìm hiểu Thảo. Anh có nói với Vi không? Anh không nói với Vi. À vậy là hai người không nói chuyện với nhau thì, nhiều nữa hả? Em hiểu không? Ừ thì anh với Vi không nói chuyện nhiều như hôm trước nữa. Nguyên cái ngày hôm sau là không nói chuyện với Vi luôn. Không nói chuyện luôn. Ừ tại vì Vi hôm đấy anh thấy Vi khác. Là do anh thấy Vi đi với Nhân thế nên anh thôi nói. Không, buổi sáng vẫn nhắn tin. Nhưng mà xong đến chiều thì Vi bảo là hôm nay Nhân đón em rồi. Và ok, thì có gì tối về gặp. Thì tối về gặp thì anh thấy Vi thay đổi hoàn toàn thái độ với anh. Vậy theo anh ấy, thì Nhân thích ai? Vi hoặc là Thảo? Làm sao anh biết được, trời ơi. Nhưng mà anh và Nhân ở chung có nhiều anh khi tâm sự thì phải biết chứ. Tâm sự thì chỉ anh thì anh nghĩ là anh thấy cũng biết, anh không phải Nhân anh không biết. Nhưng mà em đang hỏi anh đoán thử coi là Nhân là thích ai? Nhân theo như cách nói chuyện của Nhân với anh ấy thì Nhân thích Thảo. Nhân thích Thảo. Nếu mà anh thấy Nhân thích Thảo xong rồi tự nhiên bây giờ anh lại có muốn tìm hiểu Thảo là hai người đang chung một mục tiêu hả?
Thì đấy, thì tối nay anh với cả Nhân về nói chuyện với nhau này. Lại là làm cho Vi tổn thương rồi. cái lúc mà hôm qua ngồi chơi với cả mọi người ấy, thế xong rồi Vi nói là qua thì lúc đấy là anh đã rất là nghĩ rồi, nên anh quyết định anh ở lại tại vì anh không muốn Thảo buồn. Anh muốn làm vậy để xác định luôn cho là anh đang muốn là anh xác định luôn. Anh muốn là anh xác định luôn. Thì em nghĩ anh nên nói rõ với, nhắn tin hoặc là nói chuyện với Vi để cho Vi hiểu anh luôn. Biết. Nhưng mà anh đang không biết phải nói như thế nào. Tại vì anh đang... Thì anh, giờ anh cứ nói rõ cảm xúc của mình đi. Giờ dù anh không nói, anh cứ mập mờ làm cho Vi này đang suy nghĩ là ủa, anh rốt cuộc là anh muốn tìm hiểu ai. Anh cứ nói rõ mình thôi. Chứ đâu có gì khó đâu, con gái á, thà nói rõ buồn nhưng mà đừng có làm cho người ta cảm thấy mập mờ hoặc là bị phải suy nghĩ. Thảo cũng vừa đến đúng lúc và dường như giữa họ không còn khoảng cách ngại ngùng nữa. Ở bên công ty qua hả? Có cần em qua bàn kia ngồi không? Hả? Chị qua ngồi làm khoảng không im lặng luôn chị. Chứ chị ngồi đây chị thấy giống kỳ đà quá. Chị giống như Phụng Vinh vậy. Phụng Vinh đang đến gặp hai đứa. Các cháu cứ nói đi chứ. Có chuyện gì? Hai đứa mới lớn này, mệt quá. Em mới lớn, chị ổng lớn lâu rồi. Em có biết một vấn đề là dù có rất lớn đến mấy nhưng mà khi bị dính vào yêu là đều như một đứa trẻ con thôi. Hôm qua mấy giờ em ngủ? Có ngủ 3, luôn không? 3 giờ mấy. 3 giờ mấy luôn á? Nói chuyện với Huyền xong rồi. Bữa trưa nay, Brett cũng đã hẹn Huyền đi ăn trưa. Vui được gặp lại. Tối nay anh có về sớm không? Tối nay anh về nhà sớm không? À, hôm nay là về nhà có thể khoảng 8 giờ tối. Khách anh. Em là khi nào về? Em chắc cũng tầm 8 giờ. 8 giờ? Ừ. Sao em sẽ? Em đi dạy. Đi dạy? Ừ. 5 giờ em đi dạy. Xong rồi tới tầm 7 giờ. 7 giờ là em đi qua quán của em. Ai là người? Ai đang chơi này ạ? Anh Long. Ờ. Với lại chị Diễm. Ờ. Hai người chơi leo núi với nhau. Hai người thôi ạ? Vậy sao? Anh có ghen không? Không sao. Không sao. Leo núi thôi. Mẹ ạ? Em là... Bây giờ ở local house. Trong bây giờ bốn con trai không có style của em ạ. Không có. Brett có vẻ biết rõ Huyền có tình ý với mình và cũng trả lời cho cô em gái Úc một sự rõ ràng. Anh có thể hỏi bây giờ em trai của anh, em trai của anh ở Seoul. Seoul. Em trai của anh đẹp trai. Brett sẽ hỏi em trai giúp em. Chắc là hôm qua là ba, bây giờ chắc chuyển qua làm anh dễ quá. Hiện tại thì em vẫn đang có ý định, vẫn còn đang giữ ý định là muốn nói chuyện nhiều hơn với anh Brad. Long giờ đã chính thức trở thành tài xế ôm riêng của Thảo, chứ không còn là anh xe ôm chung của các cô gái nữa. Tối hôm qua sau khi nói chuyện với anh lên trên phòng có nói chuyện gì nữa không? Bây giờ thấy là suy nghĩ đơn giản nhất có thể. Làm gì em cũng vui vậy.
đường thì ra ba thì mình nữa. Như thế thì anh sẽ trở thành cái người bị ghét nhất ở trong cái mùa này. Bây giờ anh rất muốn hát bài Sóng Gió. Thôi anh cho nó tới nữa. Anh có thấy là cứ một ngày là qua ngày sau là mọi chuyện nó khác lắm luôn. Ừ, đúng mà. Mấy hôm nay cứ anh thấy ngày mỗi ngày là anh đều có chuyện ấy, còn không biết là những người khác thì như thế nào. Em thứ nhất chắc Huyền với là gì em không có chuyện gì. Ờ. Thứ nhất nó khác ngày thứ hai luôn, ngày hai lúc. Brad về Tuấn Anh cũng không có chuyện luôn. Hôm nay nói chuyện với Diễm thì Diễm bảo là Vi nói Nhân qua đón, còn Nhân lại nói với anh, Nhân lại nói với Diễm là Vi nói Nhân qua đón. Thì chả biết là đường nào mà lần chả biết là ai cuối cùng là ai bảo qua đón. Thì Vi hồi tối Vi cũng nói là anh muốn qua đón Vi. Lúc nào? Lúc tối thôi. Hôm qua. Lúc mà thì mới ăn mì đồ ở dưới xong lên thì tự nhiên Vi nói thôi. Vi nói gì? Thì mấy hôm trước là em nhắn với cả anh với Đạn Nhân thì đều nói tất cả mọi người. Thì hôm nay Vi mới nói là Vi muốn nói thật với mọi người là Vi cũng có nhắn cho anh với lại anh Nhân luôn. À. Thì mọi người bảo là ủa nhắn cái gì? Thì Vi nói là cả hai người đều muốn đang tấn công Vi, cả ngày đều nhắn tin luôn. Rồi la 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 này nọ. Xong rồi lúc mà Vi gặp anh lên thì Vi nói là anh nói với Vi là anh ghen khi mà hôm qua Nhân hôn cầm hôn cổ mẹ gì đó của Vi. À. Rồi anh chủ động muốn hát cho Vi nghe. À. Rồi anh nói câu gì là muốn Vi gả về nhà anh gì đấy. Là anh nói rồi thôi xong rồi. Nào đó em với mọi người im lặng hết luôn, không biết phải nói gì nữa. À lúc em xuống là em nghĩ là anh muốn nói với em là anh sẽ chọn Vi á. Để tóm tắt lại câu chuyện. Đầu tiên cái việc anh đó muốn đón Vi là từ hôm trước rồi. Hôm qua anh vẫn còn nhắn tin cho Nhân này, anh bảo là nếu mà tối nay 10 giờ em mới về thì em qua em đón Vi về đi. Anh nhắn tin cho Nhân như thế. Tại vì đến cái ngày hôm qua, cái lúc đấy là anh đã nghĩ là anh sẽ tìm hiểu em. Còn Vi thì nếu mà Nhân tiện thì Nhân qua đón Vi. Cái thứ hai thì lúc nhắn tin buổi chiều với cả Vi thì Vi nói là hôm qua em không được nghe anh hát, hôm nào anh hát cho em nghe đi. Thì đến lúc gặp kia thì anh bảo là ở hôm qua em chưa được nghe anh hát thì bây giờ anh hát cho em nghe. Nhìn em khóc anh lại muốn ôm, nhưng mình là bạn thôi chẳng phải người yêu. Vấn đề tiếp theo là Vi bảo là thôi ngày mai em về luôn. Mà em về luôn, em không ở lại nữa. Thì anh bảo là về làm gì? Anh hỏi là về làm gì? Bảo là tại vì bây giờ ở đây không có ai thích thì về. Thế là bây giờ thì anh bảo là thế thì em về em nói với bố mẹ anh đi. Em bảo là hiện giờ đang có một anh 30 tuổi, xem bố mẹ em có chịu không? Thế anh nói kiểu như thế. Xong rồi anh cười. Thì anh cũng nói với em rồi, cái lúc mà anh nói chuyện với Vi để xong anh vào anh phỏng vấn, anh cũng vẫn nói với chương trình là anh chưa biết anh phải chọn ai, anh chưa biết anh phải làm như thế nào. Nhưng cái lúc mà anh thấy em đi xuống á là anh biết rồi, anh không cần phải nói thêm gì nữa cả, kết thúc cái drama đấy ở đấy. Còn nếu mà em có cảm tình với anh, em muốn mình tìm hiểu nhau thì em đừng nhường anh cho người khác. Nếu mà
bây giờ từ giờ đến cái lúc đấy em mà quyết định là em không muốn tìm hiểu anh, em muốn anh tìm hiểu em á, thì coi như là anh hết chương trình, anh đi về mình. Anh không muốn sẽ sau đấy anh sẽ như thế nào? Là sao? Là sao? Thì anh đừng có làm cho em cảm thấy là em không muốn tìm hiểu anh nữa. Ừ. Ngay từ đầu thì mình đã nói là anh Long là mẫu người của mình. Mà hôm nay ảnh còn tỏ ra là quan tâm mình và muốn tìm hiểu mình hơn nữa thì mình cũng sẽ hướng về ảnh hơn một chút. Chỉ sau một đêm, Long đã xoay hẳn 180 độ sang Thảo. Dù trước đó luôn khẳng định tình cảm dành cho Vi, Thảo đã lưỡng lự giữa cả Nhân và Long. Và Nhân sẽ làm gì? Rút lui hay hành động? Còn Vi thì sao? Sẽ tiếp tục tìm hiểu một chàng trai khác hay quyết định đóng cửa trái tim mình? Hãy đón xem vào tuần sau. Trong đầu cuộc đời có bao lâu